Vâng, cơ sở đồ gỗ Tùng Tám xin kính chào các khách nhé. Hiện tại đang là buổi chiều của ngày 15 tháng 4 năm 2020 và quay trở lại với màn ảnh nhỏ của quý vị. Hôm nay thì chúng tôi xin trân trọng giới thiệu một bộ bàn ghế phòng khách bằng chất liệu gỗ lim. Và đây là mẫu ghế đào. Đây trước mặt quý vị, đây là tổng thể của bộ bàn ghế đây. Bộ bàn ghế này chúng tôi làm theo đơn hàng của chị Trung tại xã Yên Dưỡng, Cẩm Khê, Phú Thọ. Hôm nay thì tôi đã hoàn thiện xong sản phẩm rồi, tôi có quay lại một video clip để gửi tới chị Trung cũng như là giới thiệu đến mọi người đang có nhu cầu quan tâm thì hãy tham khảo bộ sản phẩm này. Bộ sản phẩm này thì bao gồm có 6 món là bằng chất liệu gỗ lim. Đây là hình ảnh của hai chiếc ghế nhỏ, cái mẫu ghế đào cũng như là cái dáng ghế, quý vị thấy được cái dáng ghế rất là đẹp, rất là cong uốn dẻo. Phần trương này là trương chạm đào cũng như là vách đục tứ quý là tùng trúc cúc mai và 100% là chất liệu gỗ lim. Rồi, quý vị thấy được vân gỗ rất là đẹp, vân gỗ lim rất là chắc chắn và nặng. Gỗ lim thì quý vị đã biết rồi, chất gỗ rất là tốt. Bên này là chiếc ghế thứ hai. Đó, mặt bàn liền một tấm. Thưa quý vị, mặt bàn là liền một tấm và có kích thước là bề ngang là 60. Chiếc ghế dài có kích thước là 1m87. Đây dáng ghế đây quý vị, dáng ghế rất là đẹp, rất là nít na cũng như là cái đường cong chúng tôi làm rất là mềm mại. Này là ánh sáng nó hơi tối một chút vậy, tôi quay ở trong xưởng. Chân là chân theo mẫu đầu lân chân móng. Đó. Vừa rồi là tôi đã quay đi hết một lượt một vòng chi tiết cái bộ bàn ghế mình cũng đào gỗ lim rồi. Nếu quý vị có nhu cầu thì xin liên hệ tới cơ sở đồ gỗ Tùng Tám nhé, theo số điện thoại là 0987 51086. Cơ sở của tôi có địa chỉ tại xã Văn Khúc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Ngoài ra nếu quý vị quan tâm đến các sản phẩm đồ gỗ nội thất thì có thể truy cập vào website đogotung8.com để mọi người có thể xem thêm được những cái bộ sản phẩm khác. Nếu mọi người yêu thích thì hãy bấm đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi tiếp tục ra thêm những cái bộ sản phẩm khác, chất lượng cũng như là mẫu mã cải tiến liên tục. Đây là phía mặt sau nhé. Rồi, ok, xin chào mọi người nhé và hẹn gặp lại trong những video clip khác.